Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ review, không phải sẽ review mà mình sẽ test thử cái sản phẩm mà cái máy massage mà hay quảng cáo trên mạng á. Thì mình có đặt trên TikTok một cái sản phẩm và bây giờ sẽ khui ra test sử dụng. Mục đích của cái clip này là muốn thử cái sản phẩm như thế nào người ta quảng cáo á. Thì có ok không? Để có gì mà mọi người cũng biết là sản phẩm đó có nên mua hay không. Tại vì trên mạng á, quảng cáo thấy nhìn hấp dẫn lắm. Đeo vô bấm giật cổ xuống ghê. À đây, cái con mà mọi người hay thấy trên mạng này. Con này mua trên TikTok á, giá đâu dưới 100 ngàn này. Rẻ thiệt. Không biết chất lượng sản phẩm như thế nào thôi. Đây, cục đầy. Một cái remote, cái dây sạc, nhìn khui hàng thấy hơi phiêu á. Rồi cái miếng này là miếng để kích á, kim điện nó sẽ kích á. Cái loại này là loại có remote điều khiển tăng giảm tốc độ, cấp độ. Đây hồi ní thế này, rồi mở, bấm nút M là mở nguồn lên, cái này là đang là không, tăng cấp độ lên. Cái này nó sẽ ở trong này có pin này, nó truyền qua hai cái này là hai cái cực điện, truyền xung điện ra bên ngoài. Trên này có các chế độ này, gì massage này. Thì giờ đeo vô mình bắt đầu mình thử. Rồi, nào tháo cái này ra. Đây. Ừ, dễ rất quá. Ừ, hồi hộp quá, không biết sẽ như thế nào đây. Cái miếng này. Ủa. Cái này bỏ vô đây, có hai cái chốt cực ra dán vô đây, không phân biệt ẩm dường như thế nào, kịch, ui, nó có xung điện á, giật á, nó ghê lắm à, ây mình quên đang bật nguồn hàng gì, cảm giác á, ây, nó giật cũng ơi, nghĩ ra chất lượng chắc ok đó. Tắt nguồn ra. Nó giật kìa luôn. Làm sao tắt đây? Quên nó chưa tháo pin. Rồi, tắt cái đã. Rồi vô nó giật. Hồi hộp về á, nó giật các bạn, giật thiệt ấy, giỡn không, nó sai lúc. Rồi giờ lắp vô tay. Tăng lên mức 1. Kích xung điện nhật kia luôn. Mẹ mới mức 1 thôi đấy. Nguy hiểm quá. Wow. Như giật điện luôn á. Giật ghê hồn luôn. Đúng đỉnh luôn. Cái này chỗ nào mà nhức cơ.
ai bạc 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 luôn á, trâu vừa giật giả man luôn, ai giật cái tay mình vừa cảm giác nó giật theo luôn. Ồ, cái này giống như phương pháp massage châm cứu. Ồ, giật ghê lắm. Dân rồi thận che thử đây anh, xe gì tát vô đi, đỏ lắm hả, đỏ lắm. Là cái gì, cái gì, cái massage em đâu đụng đang đau luôn rồi. Ok rồi, quay clip chân dịp nào to to chút không nào, đây này dài, đây này dài đúng không, này này đụng ở chỗ này sao không, okay, cởi áo này hả, dán okay, luôn được thấy không, à. Ok đúng không, có giật chưa, chưa chưa ra phải đi trực tiếp do rồi cái đụng vô do mới mới được rõ, bỏ đi thề rồi bỏ anh tay thử nha, á giật ba người đỏ luôn. Rồi, lên. Được chưa? Hả? Chưa, 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 chưa quên. À, đã không? Sao? Cảm giác sao? Bỏ gì cơ chị? Đây, bỏ sau lưng được. Thì bỏ, bỏ sau lưng đi. Mẹ, cái này ba bữa rồi nó tróc cái này đang ăn mẹ. Thấy gì điện giật vậy? Cái tài cái đó không, đây bảo chơi điện đây như điện giật cái á, à, thì bảo chủ mua tt đau lưng á, à, giật bảo bỏ đây đau lưng mày lắm ăn đồ quá chừng nãy giờ nãy giờ còn nãy dạng chung điện á, ừ đó, nhìn, nhìn cái tay giật này. Thì cái này thua nước là nó cặp vô dính là nhìn đôi tay của anh ấy. Giật kìa, đã không? Đã nhất á, bỏ vô. Giật bạc 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 sau lưng rồi chứ. Đó, bỏ sau lưng. Nhét vô. Giật chưa? Đó, giật nè. Ảt, ảt, ảt. Phải chưa? Cấp độ 1. Đó không? Đó không? À, giật kìa, cái nào bạc 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 sướng không, không đây cái này quen không, quen là khó chịu giật thì... điện, ừ tiếng massage mà khi cái máy massage nó cũng cũng kích 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 đã không, nó lấy nó không cảm thấy ổn không, muốn tăng cấp độ không? Giật tiếng anh nhảy cướp. À, đã giật 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 hết mắt có 3-4 cấp à, hết à, đâu giật đầu tiên luôn. Cái remote này sao không ăn được, đây là nó làm gì đi, nó có nhiều chế độ. Ừ, cái này nó bấm nhiều chế độ, nó massage kiểu như là giật này kia đó. À, à, đã không? Ừ, bấm này được mà. Đó, nó mất nhiều chế độ. Đã không? Đủ, thử cấp độ khó lên. Đâu quá. Mất sao quá à? À, nó rút quá à? Dỗn xuống kẻ. Thử thử cái mod khác coi.
mát lên dịu hơn à. Nhiều mốt lắm, nhiều mạnh lắm. Đầu mà nó bình tĩnh này, cái đầu nó được nhiều đấy, ghê nó mạnh quá nó. Cái này là mốt dược dược, cái này bình thường này. Mốt này sao? Này cũng được. Cái này nó giật nó chặn mớ đoạn cái gì khác, dụ dũng cái mod này giật chậm, có mod giật nhanh. Phê không? Này giật này đó nè. Ok, sản phẩm này được đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Ok, sản phẩm này đáng tin.